Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại kênh Thanh Nhã với vlog không ta? Vlog cho mọi người. Thì đây là chú Khánh. Còn mấy người nói đang ấy kìa. Chú Khánh chào gì chào đi. Hi, xin chào tất cả các bạn. Năm mới chúc các bạn vui vẻ nha. Đang danh với Toàn với thằng Sang với mấy đứa trong mấy đứa trong team mình mọi người, với lại mấy anh em trong đội múa lăng đang làm dài móng đây. Danh đang làm dài móng mọi người à. Kiếm gì nữa đây chơi gì để mày qua anh chu chi 4567 ai này thiếu một thằng ghê vậy. Ok, thì bây giờ mình bữa nay cái xì tay của hàng mình nè mọi người. Đạo kiến là chạy đường không có xài bụi không anh. Nào, năm mới ra đường không xài bụi. Này là chống dịch luôn nha mọi người. Không được, chống được. Có mũi mới được. Dịch là ta phải đội ngược lại. Đội này nè. Đội ngược lại nè. Dịch được. Ok, bây giờ bữa nay mình với chú Khánh sẽ chơi một cái thằng mà nó gọi là nó lười biếng nha mọi người. Nó không chịu ra làm vài móng à. Đây. Anh em đây ta làm hết trơn mà nó ngủ giống mọi người. Thì bữa nay anh em quyết định cho nó tới cùng. Giờ bộ. con quay cho chú ấy nha. Nha. Con quay cho chú làm nó. Anh em ơi. Hồi có gì mà có cái chuyện gì xảy ra cười được, nhưng đừng có nói cho nó biết là được rồi nha. Ok không? Đâu nói mày à. Tao nói vô mỏ mày nghe tụ. Chú Khánh mày đầu á. Chơi. Mày thấy nó ngủ không? Không. Mày gì mày? Mày kiểu hức tôi giả mày á. Cái đầu mày coi chừng tao đó. Cái đầu mày coi chừng tao đó. Mày thấy tem đâu có thằng nào đâu xanh đâu vàng đâu thấy không? Để mình cho mọi người coi nó ngủ một vòng. Để mắm chân game. À, bắt mày lạnh rồi á. À. Bắt mày lạnh rồi ha. Ok. Chú Khánh ơi. Nó bẩn cái quần của ông như vậy. Nó bẩn quần ông như vậy. Coi coi. Chứ gì nữa. Mày nắm cửa lại. Vậy chú chấp nhận bỏ cái quần không? Bỏ cái quần luôn đi. Bỏ luôn à. Bỏ quần luôn. Mai mua đền. Tặng mày luôn đó, nó mới chơi full với mày luôn. Chỗ đây chơi chắc lũng hai lỗ rồi hai phần đít. Trời ra mấy nói cười chơi. Đây là bà Hai nha mọi người. Hôm nay là bà Hai là mẹ của chú Khánh. Hôm nay mình sẽ quay clip cho anh bà Hai. Chị kéo là bén bén mới được. Đây là món thịt gì nè. Đi. Mượn kéo anh em ơi. Kéo trên trò này vui lắm. Hậu quả của mấy hàng ngủ là làm biến nè. Mọi người thấy anh em ta làm không? Sao mọi người Tết mai khai quang mọi người. Dù có quay mình, nếu quay được mình sẽ quay mọi người xem khai quang. Thấy anh ta làm là không có vô cổng mà làm mộ nó ngủ. Khai quang đừng khai ngáy nha. Khai quang đừng khai ngáy. Ok, đi vô mọi người. Cái phòng chú Khánh cách âm á mọi người, ở ngoài nói chuyện không có nghe gì. Phải đóng cửa lại. Yeah.
Đành chống lại, chống lại. Ok mọi người, bây giờ mình chưa đâu, mình sẽ kêu nó thức dậy cho nó ra nó làm chứ không nó ngủ rồi. Ok, con đứng như này. Leo lòng mọi người. Không ai. Hốt. Hốt. Bye, have a great time. Mày giống sướng quá ha. Đi ra làm tiếp tay gà. Để chiều đi múa lăn nữa. Ta làm cho mày vô đây mày ngủ, mày giống anh hai quá ha. Ê, Phú Hô, thì ra mày coi con Lan ngày mai. Mặt này mới ngủ dậy hài dữ trời. Mặt con ngủ dậy chú một chứ. Quay mặt ơi, đưa mặt ra đứng về coi mặt ơi. Khom xuống, mày khom xuống xíu. Khom xuống xíu, khom xuống nữa. Khom xuống rồi. Mày khom vậy nè. Rồi, đưa mặt. Quá mặt hài dữ trời. Có gì? Gì? Bột đưa đi. Bột đưa đi. Đưa đâu bột? Mẹ đưa nè. Đưa đâu bột? Đưa nhà kìa. Ủa ta làm mày vô đó mày ngủ. Tụi biết đâu. What the hell? Đó vậy? Bộ đôi tiếp rồi sang. Vậy bộ đôi tiếp rồi gì? Nó bộ xong rồi, dán cái hót lại. Dán cái mày với nó tự hình đi. Dán cái đít lăng ra kìa. Hay quá nè. Sao mày hai em bi? Tự hình đi. Tự hình, nè. Giờ nè. Ờ đúng rồi. Tập mày chặt lên nè, tự hình. Quay vô, mày quay ra đi. Rồi quay ra, rồi. Quay ra đi, tao quay luôn á. Rồi, tao quay cho nè. Chào mọi người, bữa nay anh em mình đang làm dài nha, giờ mình sẽ quay tượng hình cho mọi người xem nha. Múa đôi là phải chu đít ra lắc lắc cái đít luôn. Rồi, vô là xuống. Tắt đít. Tắt đít. Tắt đít tắt tắt tắt. Đùng xanh đùng tắt. Đây 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 đây. Đây 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 rồi. Chết đi. Xem nhỏ, xem nhỏ. Tượng hình này quay coi. Lắc cái đít nọ, chu đít cái coi. Ừ. Rồi, tùng xanh, tùng xanh, tùng xanh. Số anh nghèo không thể nó được cho em luôn ngắm mê. Anh không... Cái mặt trắng nổ không vậy? Không, còn nhà Phúc trắng mày. Ha, dạ. Phúc trắng. Vô làm đi, tiếp ta. Có ghẻ không kìa? Rồi ngồi đó buộc lăn đi. Một cái này mới được. Mày thấy mắt kẻ không ta? Giờ sẽ mắt kẻ rồi. Chân đá về. Ê Sang, các bạn đây lạnh quá. Gió hỏi yêu yêu. Gió hỏi yêu yêu. Thằng này kêu đứng. Không, thằng này kêu, thằng kia đứng. Kia đến gần, thằng này chạy mất tiêu. Ở dưới kia có dán cái này được. Ừ, con chó. Dơ chó thôi. Thường thường người ta nói là kẻ đất chân bông mà kẻ lành lùng á. Kẻ làm chết mẹ, kẻ làm ngủ. Làm trắng Phúc. Làm trắng Phúc giờ. Con cái ghẻ không à? Con cái không? Cái gì một ghẻ? Ý bá là ý bá. Ý bá. Ý bá. Ý bá. Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Tự hỏi rằng sẽ có
thể nào. Khó rồi, không thể rồi. Anh đang xong gì anh đi? Ở trong ngày thời tiết bữa nay nó lại lạnh, nó mát mát luôn. Nó luồn gió luồn mày không? Lạnh rồi. Quét đâu vậy? Ê, cái này dán dính không? Thôi không được đâu. Nó không chết đâu. Cái này dán chết không được. Cái này muốn dán chết rồi, cần phải ra ngoài đứng nè. Cần dán trong đây nè, gió nó hỏi rồi hỏi khô keo chứ. Rồi, cần vô đây nè. Rồi cần đứng vào đây nè, che cái lại đúng không? Đợi hơi keo nó khô hết trơn, không có được. Chó đều dịch ra luôn. Cậu ơi. Cậu ơi. Dắt thì chạy rồi nha ơi. Kỳ cục. Kỳ cục. Cái bàn. Cái bàn. Bàn chủ cái bàn. Từ chuyện nào hiểu không? Dạ. 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 Chạy rồi. Đẹp mà. Chứ kỳ dưới vậy. Ờ, trang mốt 2018 này vậy mà. Nãy giờ thấy đứt trơn luôn. Vô lửa mày. Dạ đi. Đăng clip lên vui. Thôi. Thiệt, đăng clip vậy. Thôi. Thôi. Buông đôi tay nhau ra. Đụng đăng. Buông đôi tay nhau ra. Nãy giờ thấy đăng lên bị cấm luôn á. Ơi, không có cấm gì. Rồi, tại cái tội mày ngủ á. Mày ngủ rồi tao cấm mày đó. Rồi. Bố ơi. Rồi. Làm gì vậy? Nè mọi người. Xin cảm ơn mọi người. Thấy gì đâu. Mày. Ơi. Mày đi hai quần đó rồi. Thôi quần ra nha, quay rồi chết đó. Đây là phút nha mọi người, phút đang hơi quần nha, phút trắng nõn nè. Nè. Để chờ chưa bạn. Hả? Đi mày không mày. Đấy đấy mày mày. Không mày. Ok mọi người. Đó là kết cục của những kẻ lười biếng giống mình bữa. Đi. Nói chơi quần nhỏ chú Khánh cắt á. Thử là mày móc mày bị không mà nó chơi kiểu gì. Chú Khánh cắt đó. Mọi người ơi. Hay là cái đích của thằng hồ nó trắng, đích nhá lét không. Chó. Không mọi người, mình đen từ trong ra ngoài luôn mọi người. Mình lát nữa. Mình lát nữa mấy cái hộp bụng. Có vài một ghẻ. Có một ngồi. Mình có quay nữa. Ghẻ. Đi đâu hả? Kiếm quần. Quay. Quay. Thôi đừng xé nữa rồi, nó còn một mảnh vải che thân bây giờ. Sao đâu rồi? Chị bé nhậm quá quýt làm sao? Đá đó nhiều mạnh lắm hả? Hên nha, bữa nay hên cho mày á. Chào mọi người, bữa nay hên cho nó là anh em mình đang làm dài á. Chứ kiểu này anh em mình không làm dài là đi vòng vòng siêu thị chơi với nó rồi đó. Là mày no đi, đi vòng vòng siêu thị luôn. Là mày cơm luôn mới giữ. Đi bên cơm luôn á. Chợ bông chờ Tết luôn. À, ê, thấy mấy quý bông à. Được à. Thấy bông luôn á. Mang trật tự lại tự. Ok mọi người. Thì mình sẽ kết thúc cái video này tại đây mọi người. Mày làm gì vậy? Tính lỏ lồ thân thể cái gì? Hả? Chết chứ. Ok, sẽ kết thúc video tại đây nha. Anh em mình sẽ làm dài chuẩn bị cho ngày mai đi khai quang nha mọi người. Vào ngày mai. Nếu mà anh em mình khai quang có thành công thì
thành công hay không thành công thì anh em mình cũng sẽ quay cho mọi người xem một cái clip khai quang điểm nhãn lăng mỗi khi dịp Tết nha mọi người. Ok, giờ thì chào tạm biệt mọi người. Bye bye nè anh em. Bye bye. Bye bye. Bye đâu hả? Bye đây nè. Bye bye.